đây giật 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 bự lắm, cua bự lắm. Giật đâu giật giật. Bự lắm, từ từ. Đi quay quay. Đây đang quay đâu quay. Giật giật. Trời ơi, cua. Trời ơi, hai con luôn. Hai con, hai con. Ê, con tôm. Trời ơi. Giật 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 giật. Ừ. À. Bỏ vô nó kẹp banh á, để ngoài đi. Rồi, cái túi nước này để về coi luôn được. Hai, xin chào cả nhà nha. Ơi, chào cả nhà. Thì sáng hôm nay được với anh Dương đi ra ngoài này thăm tay lưới của anh Dương văng hôm qua cả nhà. Thì tình hình là hai anh em hết xăng giữa đường. Thì giờ để chút xíu được thăm lưới được sẽ quay cho cái nhà mình xem nha. Buổi sáng này bầu trời rất là đẹp rồi cả nhà. À, để được quay cho cái nhà coi. Đó. Bầu trời buổi sáng rất là đẹp nhưng mà tình hình này là anh em rất là xấu, tồi tệ. Xe hết xăng. Giờ để bỏ lên lưới đi, xong rồi. Xăng 5 xị luôn, nó đậu xăng 5 xị mới đổ đầy nhóc qua luôn á. 5 xị hay 5 lít? 5 xị. Là 2 lít, 2 lít mấy hả? Ừ. Mới ngày hôm qua luôn á, qua ngày bữa không hết xăng qua xong ngày hôm qua. Đi làm về tao mua cho xăng 5 xị bỏ vô. Rồi. Hai thanh niên à, no rồi. Dương ơi, tự tự Dương ơi. Thì giờ gần tới cái chỗ lưới của anh Dương thả rồi cả nhà. Anh em lộ bộ nãy giờ cũng mệt quá. Anh Dương mệt chứ được không mệt đây, anh Dương đẩy xe. Ờ cá nó chạy dưới cái ao dưới quá trời luôn rồi được rồi. Vâng. Chạy giặt giặt ngoài đó quá trời luôn rồi. Nè, tối mình nhận lưới cua cái ao này phải không? Ừ, phải rồi. Không, nó xích qua đây nè em ơi. Đây nè. Cái lưới của mình văng không thấy rồi cả nhà ơi. Không đâu, không đâu. Còn lưới hả? Còn. Ờ nó lòi tới đây luôn á, được rồi. Nó lòi á. Lòi gì lòi? Hả? Lòi gì mà lòi dữ vậy? Thấy không? Nó cuốn rồi đi. Nè nè nè, dính rồi, dính rồi. Dính gì? Ô, con cám cát bự ghê luôn á. Wow. Trời ơi. Cám cát này cho bá luôn luôn. Nè, cả nhà thấy con không? Mới dở à. Nói tiếng Việt không gành luôn à. Dính cám cát luôn. Hay không? Sáng sớm mà còn lẹ lử. Quá trời cám cát con, trời cá này khô cái hết sảy luôn trời. Ừ. Con này ngon lắm mà. Ừ, con này không nhăn luôn á. Ngon nha. Ngon. Vô kèo rồi, vô kèo anh em ơi. Rồi vô rồi. Rồi cho vô túi luôn. Xiết lại. Bỏ vô đây luôn, xiết gì? Cổ đại đi. Tuột xuống nó nhảy ra sao? Ấy, con tôm, con tôm. Trời ơi, nó ăn hết chân luôn Dương ơi. Ừ, cua nó ăn chân tôm trời. Trời ơi trời. Cua ăn này, cua. Nhảy luôn cả nhà. Hả? Thôi biết rồi. Rồi, bỏ vô đi. Bỏ dục luôn chứ bỏ gì. Ê trời, còn thịt nó vậy trời. Bỏ vô. Lãng phí. Rồi cuốn đi. Ok đây đó. Tối đâu phải đây đâu. Nặng, nặng góc này nè. Cái gốc cây vậy. Thì ra là mày. Dính gốc cây nặng chứ không phải dính cá nặng nghe. Nước này giờ bị. Ơ còn nặng anh Dương ơi. Còn nặng không? Ôi trời. Trời ơi, nó ruộng đây sảy còn gục đây luôn trời. Còn nặng, còn nặng. Còn nặng không? Còn nặng. Dỡ lên, dỡ lên. Dỡ nó cái gì đây? Dính cây rồi. Ngùa kẹp dính cái tay dưới luôn nè. Ôi gì anh Dương? Ôi cây ngộ. Ông tôm, tôm. Dính tôm, tôm, tôm. Ông tôm làm cái ghê không? Tôm cả nhà. Kìa, con cá phi nữa kìa. Còn nữa Dương ơi. Còn nữa hả? Còn ruộng cục nữa kìa. Còn à? Nhiều nhiều điều biết. Ê, ê nó chìm phao đó nữa kìa, là dính đó nữa đó. Còn nhiều điều bất ngờ lắm cả nhà. Trời ơi, tôm, con mình không cả nhà ơi. Cho bá con cả nhà. Quá trời luôn rồi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Vô rồi, chút xíu nữa nó dí chạy nữa nè, vô. Không, cái này đất này là của chú hả, chú Hai hả? Của chú Hai mình đó cả nhà. Chú Hai bơm cát. Chú Hai kêu văng đi ăn, văng ăn đi hả? Văng đi là phải văng. Chú Hai nói là ai cử lên là nói chú Hai xin năn nỉ cho. Cái gì nữa? Vô, tranh thủ lên em ơi, sao không kiếm bồ tối giờ không sạc nha. À, em tranh thủ lắm rồi đó, từ từ. Bây giờ em mà tranh thủ nữa là lưới anh là em xé luôn á. Ghê. Dính cua nó kẹp đứt lưới vậy trời. Chắc còn nhiều đứt nhiều chỗ lắm chứ không phải một chỗ đâu, nó dính lâu quá nó đứt. Nè. Nó. Lưới mình lưới mới luôn mà nó lỗ không thấy gì á. Ôi đây con gì? Rồi rồi nó ăn banh luôn tôm luôn trời. Dính cua nó ăn banh luôn tôm luôn kìa. Mấy ngày luôn.
Trời ơi. Cái này cua nó ăn không à? Cua nhiều lắm Dương. Ừ. Rồi làm sao giờ? Kệ nó đi. Cái này khoảng vài bữa nó dần dột xuống nữa, còn nhiều nữa. Ừ. Cái chỗ này giờ nó chưa động mà. Nó còn gom ở đây đúng không? Ở trước này nè, được rồi, nặng nặng này được rồi. Anh thấy là nặng nặng. Lôi vô máy anh đi coi. Ờ, vậy là dính cái chân chỗ cục đá này nè, lôi vô cục đá này nè. Đây có mấy cái hang nè. Cục đá có mấy hang. Đâu đâu đâu. Rồi, xảy rồi đó. Một con. Tôm nè, còn hang mắt không à? Ừ. Còn hang mắt tôm hả? Dính gì đây rồi? Đây đây đây. Ê, đây giật giật giật. Cua bự lắm, cua bự lắm. Giật đâu giật giật. Bự lắm, từ từ. Đi quay quay. Đây đang quay đây quay. Giật giật. Trời ơi, cua. Trời ơi, hai con luôn. Hai con, hai con. Hai con. Hai con ngoài một con dính ngoài con dính cháu. Vô rồi, vô rồi. Hai con nó đang. Rồi sao bắt? Rồi sao bắt? Đang ứa ừ. Đang ứa ừ, ứa ừ. Vũ gớt luôn nè, cả nhà. Trời ơi. Đéo hai con luôn trời. Hên vậy. Ôi hên vậy. Để luôn ha, để mày luôn ha. Để luôn, để đi. Hên nha. Hên nha. mình vừa vớt vô cái nó gớt vô liền luôn. Hai con luôn chạy, tính không con một chứ. Hai con. Anh thấy hai con mà. Ngon lành, ngon lành. Ngon lành á. Cái chân chỗ này sao nè, cục đá này nè, nó vô đây là được, nó ở trong cái bệ đá này có hang nè. Tôm. Trời ơi, trận tôm. Hết biết rồi, trời trời. Ngon lành á. Sống luôn chưa ơi. Sống luôn không? Sống luôn, tôm này mới dính. Thôi tôm chắc ghê trời. Còn cua nữa, cua còn nữa chứ không, chưa hết đâu. Ừ. Hai cua, cua đựng cái luôn phải không? Hả? Con đực cái luôn á. Không phải, hai con này là thằng yếm vuông gì mà. Để con đực cái nè. Đực cái luôn hả? Ừ. Vô, lê. Sáng nay vô rồi. Chưa, ta lướt vào mạng kia dính nữa. Không, ta lướt vào mạng kia, em sợ nó mục quá. Không, dính cua nó cuộn, dính vô nó cuộn vô mà. Gầm đạt là vô nữa đó. Gầm đạt vô nữa hả? Ừ. Trời, ta dớt trường heo dưới á. Anh dớt cái sổng trên hồi, cua nó bơi xuống mà anh dớt trên hồi. Ừ. Rồi, thấy ngon. Thấy có thành quả là ngon rồi đó. Thấy hai cua là ấm mình rồi. Đủ đi chăng rồi phải không? Đủ đi chăng rồi. Không giảng bộ, giảng bộ không muộn, không muộn. Ê, con tôm. Trời ơi. Giật. Ừ đúng rồi. Ôi con sống luôn. Cái ta luôn. Cái này mà tha có chừng 10 cái cửa ngục thôi đặt đang cái gụi luôn chưa? Chúng gụi chân. Tôm bỏ vô đó đi cua ở đây, đổ riêng đây thôi, nó kẹp bấy tôm chứ. Bấy luôn, nó kẹp em luôn chứ, kẹp gì nãy nữa. Kẹp dính vô cái con ứa của em luôn. Quá trận tôm à. Tôm con nào mấy bự hơn tay cái không á nha. Không bằng con cái luôn, tay cái gì. Ngon lành rồi đó. Tôm con nhảy mà chà chạch nha. Không ai tôm mua nha cả nhà. Đây đây con nữa. Ôi trời. Ôi ôi. Trời trời con này không sao không rớt đâu. Hết biết luôn rồi. Trời trời ơi. Ngon lành rồi. Ở đây con gì, đây con nè, đây con nè. Đây con nè. Đó. Ôi ôi. 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 Chuyện tình này nói chung là sáng nay vui quá. Đây cả nhà, cua nè, con nào nữa. Hết biết rồi. Này là cái ông bỏ nha cái nhà, chứ không phải ông nuôi nha. Đây cả nhà nói mình chăn trong đây đây, mình quay vào cái ao bỏ cho các bạn xem nha. Đây là bơm cát này các bạn đó, ống bơm cát để bỏ đó. Khu này là nhà nước quy hoạch làm cái cảng Phước An. Anh em nào ở Phước An này cứ chạy thẳng ra đây, văng thẳng đây rồi Trung Quýnh thì điện cho chú Hai. Trung Quýnh điện chú Hai. Trung Quýnh thì như nhắn tin lên trên YouTube của được á, người được cái điện cho chú Hai. Chú Hai ra chú Hai năng đi. Này. Nhìn trước không, có dính là được rồi. Chỗ này bỏ, đây con. Ở trước này có dính là được rồi. Có còn nhiều lắm anh. Đây nè, ở đây nè. Còn nhiều bất ngờ ở trước đang đợi chúng mình. Đúng rồi. Mấy nửa lưới thôi cả nhà. Chưa được nửa đâu. Nửa đâu nữa. Đây con này nè, đây đây. Đó các bạn ơi. Là gì rồi thôi. Quá trời quá đất rồi. Con tôm. Trời ơi. Chú cha ma ơi. Sáng này nói chung là vô mánh này. Vô kèo rồi. Vô kèo rồi cả nhà. Hồi hôm thì anh Dương anh văn cũng được khoảng có 5 kg cá kìa. Tôm được có 11 con hả anh Dương? 13 con, 12 con gì á. 13 con với 3 con cua hả? Ừ. Thì hôm anh Dương văn, anh Dương quay bên kênh Dương đó nha. Được thì sáng này được ăn ké. Hồi sáng này ai vô rồi. Quá trời đất rồi. Quá trời. Chưa, xích tới trước nè, nó khu cua quẹo nè, ngay cái cua nè. Đó. Ê, dính không hay luôn á. Dính hay luôn hả? Dính hay luôn. Lưới này dính tôm nhạy ghê ha. Nhạy. Lưới này anh mua đâu anh Dương? Mua tiệm á. Tiệm chỗ Bắc hay gì? Ừ. Nhìn tay đi. 235 gì á. Ngon á, bữa nào cũng tay nữa. Gỡ cái cây luôn được. Ê, rồi rồi, xong rồi.
luôn cả nhà, không trên đêm sao đâu. Cái cây kìa. Kệ đi, để ra mút bắt lại. Rồi bỏ vô đây rồi nhảy ra. Dạng dính còn dính cái đuôi á. Ủa ghê. Sao sao? Còn còn phía trước. Nó ăn. Ừ, cái này cua, cua nó gắn nó ăn tiêu rồi đó quay. Dính này là cua là nó ăn rồi đó. Vì chuẩn bị thủ thế ăn vớt cua rồi này má. Cái này nó chuẩn bị nè. Em nói nặng nặng à, em kêu anh là anh chuẩn bị đó. Ê trời, vớt không? Mệt. Còn những nhảy vậy có bấm vậy chưa nha. Người ta đang bấm này, đang quay nó gì trời. Từ lúc nước tôm vậy, xui luôn, xui luôn hả? Đấy, con này còn, ôi ôi. Con này chảy ra không được đâu. Chết queo rồi, chảy què, khỉ móc xì nữa. Còn sống. Còn sống hả? Sống. Nhưng mà nó quấn nhiều quá, nó bự quá, nó không có dục được. Quá trời bự luôn cả nhà ơi, con này coi cái tay có được nè. Hết biết tôm rồi. Lại gì nữa Dương? Sáng hôm nay để cho em tập thể dục nữa nha. Gặp tôm thể dục thiệt luôn á. Con này không nhảy nổi đâu, tại sao nó dính lâu rồi nó không đờ rồi. Đờ rồi, cái xương sống ấy. Ừ, nó cứ ngắt rồi, nó không nhảy nổi. Cũng hên xui. Thôi bỏ vô cho ăn đi. Nè nãy bỏ vô nó còn dính cái mé. Rồi, vô vậy là khỏi cái rồi đó. Ngon anh Dương ơi. Ngon. Cái tôm mình anh Dương. Đó, đây con nữa nè. Cái con này muốn vuột anh Dương ơi. Vuột cho được, vuột trời. Nhảy muốn bạc bạc luôn cái nè. Tôm này theo giá thị trường ngoài rất cũng 220 kg cái nha. Mà giờ sao ngoài chợ không bán luôn á. Ừ. Không có tôm ngon vậy đâu ăn luôn á. Ngon rồi nè, cái nồi cái tôm mà đó. Quá vậy mày. Nè ngoài chừng cua nó kẹp lủng đít lên vô. Dễ gì trời. Vuột nó nè. Đây vuột tôm nè. Ờ trước này vuột này tôi ơi, nè. Nè. Thấy không? Nó gụn nó ăn mất tiêu tôm mà còn cái vỏ, hôm nay quay. Còn cái giò nè. Mấy giò không à? Ừ. Ôi đây cua nhiều lắm được rồi. Cua nhiều lắm. Nó lôi nó ăn quấn rác không kìa mà nó vuột rồi. Cua đây bự nè. Ừ. Cua đây hôm hồi tối, hồi tối xảy á. Ủa kìa. Mà nó không vòng đó chứ đâu. Bị vớt rồi, bị vớt. Chứ đâu tới khúc đầu nó mới nhiều. Tình hình là bữa nay là vô rồi. Ê con cá đối trời ơi. Hết có biết con cá đối luôn rồi, dở lên coi. Trời ơi. Ăn chịu chịu luôn rồi cả nhà. Rồi con cá đối. Tay luôn. Kinh khủng khiếp vậy. Coi mấy tay, hai ngón tay không dám này nha. Cái này khoảng ba ngón tay á. Ngon chưa? Rồi đó. Con phải chết luôn. Chết rồi. Ừ, cá đối kinh khủng luôn. Con này thấy vậy chứ con sống nó ăn ngon hơn chết nó. Đúng rồi. Nó bở bở sao. Wow, trời ơi. Quá trời quá đất. Mà vô. À đây chìm phao này được rồi, kệ đi em ơi, tới đi tới đi. Tới không? Tới đi, tới đi. Cho nó sâu mà không chìm ra được. Phải không? Sâu quấy á. Rồi, cho này vuột đây con. Thôi chút nặng như vậy. Nặng không? Nặng nặng. Anh lên. Mong là dính cua nè. Anh chỉ thích mé đây thôi nó. Ăn đầu dính đá dữ đó. Ăn đầu rồi. Ăn đầu rồi. Ê dính ở đây, ơ con tôm. Con tôm ở nhà. Ê đầu trước này nặng dữ lắm anh Dương ơi. Từ từ từ. Vừa ở con tôm đi rồi hả kéo đó. Nó đang đeo nó ăn nó không đổi đâu. Kìa vợ kìa, vợ xuống tới kìa. Ê, hết xăng vợ chở vui vợ được mua xăng xuống nghe cả nhà ơi. vô rồi em ơi. Quá trời tôm con nào nấy hết biết luôn rồi Ngọc ơi. Dễ gì vậy coi cái cây, phe dở cây. Tôm không, tôm không đó. Tôm không của em. Vô rồi. Thêm hai cô đó kìa, còn đang trước con nữa à. Nặng dữ lắm anh Dương ơi, chuẩn bị thủ vợ nè. Đây, 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 anh chút xúc nè. Được lắm. Đây nó muốn tuột anh Dương ơi. Thấy không? Chích đây nè, chích đây nè. Anh không tới nè. Ừ. Coi con em mình hơi dở vô lên dẫn nha. Cô bự rồi, được rồi. Nặng, kéo thẳng dây luôn nè. Nhóm lên, cây hay gì vậy? Cây với nàng mà vô. Ôi trời ơi. Cây. Anh đồ. Chị tới rồi chứ. Tưởng là đợi tới, thời tới nữa chứ. Hả? Ờ cây cua nó cua nó xé lưới quá trời luôn. Nó dính xé lưới lỗ bành bành không đứt đứt viền luôn á.
nè không? Ờ dính. Ờ dính dính. Dính dính vậy nè, con cá, con cá. Con cá của ơi. Con cá mà quậy dữ vậy. Ừ. Sống mà. Còn sống luôn á. Sống luôn cả nhà. Ê, đầu lưới dính tay con, cuối lưới dính con à. Ừ. À cả nhà, ngon lành. Cá này con tiêu chừng 5 con thôi là ăn đủ bữa cơm rồi đó. Nó dính cái ruộng dữ vậy. Hay biết đâu nó dính lôi cái ruộng ghê trời. Tại sao mình ăn dùng á. Hết ra được thôi. Giờ thăm ta lưới đây bên đây. Ta lưới này. Ờ đây sảy nè. Cái hiệu của cả nhà. Phải không? Phải không hay là dùng dùng nó được. Nó dùng lắm rồi đó. Ê nặng không? Nặng không? Nó cầm giật không? Đây nè, nó cầm giật nè. Ê nè, nặng đó, thấy nặng đó. Dính cây không? Không. Ôi, con cá chạy. Chưa à đâu. Thôi. Thấy vậy đó. Nặng không? Nặng đâu đâu đâu. Giờ bỏ được rồi. Dính 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 chứ giật giật giật. Con vậy, con vậy. Con vậy. Ê cô chừng cua đó. Ê, ê cua đó nha. Giật lên, giật lên, từ 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 đây. Ê, con tôm nội ơi, muốn giục luôn rồi. Con giục rồi, dính cái đầu không? Dính mắt, dính hàng mắt. Dính hàng mắt rồi. Có tôm. Không, em này không dính tôm, dính tôm thấy không? Chưa đâu, còn nữa, phía sau còn nhiều cái hấp dẫn lắm em ơi. Cái lưới này lâu lâu dính được con tôm nha, làm sảy quýnh chết queo luôn á. Dính tôm nó cũng ruộng dữ ha. Ừ. Bên đây cũng cua nhóc luôn á được, tại mình sao mà nó không dính á, thiệt luôn á. Tại vì cái vuông này nó liền với cái vuông đó mà. Nè nè nè. Con ghẹ. Ôi con ghẹ cả nhà ơi. Ghẹ, ghẹ. Tao dính ghẹ. Ô ghẹ chắc lên chưa? Ừ. Ngắt luôn. Rồi xé lưới luôn đi cho nó vậy nè giờ. Dính kêu vậy biết mở biết nào mà xong đây. Cái này lưới là chỉ có xé thôi, dính cua nó. Rồi cái xé thôi. Còn sống luôn chưa rồi. Sống à. Ghẹ này nè, nếu mà lớn lớn nha hang là khoảng 350 kg còn sống nha. Ủa, mắc dữ ba. Ờ, mà lớn lớn 350 kg á. Ờ. 180 lự nhưng mà chở bán. Ừ, cái đó mấy tụi ghẹ nó không ngon đâu. Thiệt. Cứ ngắt luôn trời. Ha, ừ. Vô luôn. Rồi thả vô. Ông tin ghé vừa 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 bà Thảo ơi, anh mua mấy nấu ăn mấy lần á, ghẹ ghẹ này nó mới chắc nè, ghẹ mà ngoài chợ nó bán rồi ba con ghẹ ốp tóp tọp à mà luộc cả nước không có thịt đâu. Thành tôm lên vui. Đâu đâu. Ô. Vậy đó mà nó không dính tôm dám chạy chạy. Dính mắt không à. Thì nó giữ là nó dính mắt không à. Ê trời, xíu vô rồi. Mạnh ghê. Xíu là vô luôn cả nhà ơi. Ok, gốc cây này ngon nè anh ơi. Ngon không? Cái nặng nặng này dính cây. Dính gốc cây hả? Nặng nặng dính gốc cây hả? Nó chỉ vô cạn thôi. Ê, dính gì nữa anh ơi. Dính gì đâu không? Vậy vô đây nè, giật nè. Đâu đâu. Ôi xưa. Ê, giật. Đây, đây, con cá nè ơi, con cá phi bự lắm nè. Ừ. À. Nè, ơi, dính cá bóng xíu kìa. Cá bóng xíu dính rồi nè. Cá phi này gỡ đi thay ruột, gần ruột rồi đó. Ồ, cái phi đang lùi luôn. Cá phi này ngọt lắm cả nhà. Cá phi nước ngọt đó. Nước mặn. Lâu nước mặn. Nhìn cái tay lưới lỗ bảy lỗ 6 phân mà dính cá bóng kìa ngay, nhìn nè. Gỡ lên cái gài nè. Hết bụng rồi, hết bụng rồi. Rồi mất tiêu luôn rồi. Rồi sao? Thả nuôi nó giờ bữa nó bự lên mình vớt. Mình cảm giác hay là mình cặp lưới nó nặng quá ta. Chắc vậy. À nè nè dính hình vô rồi, cua nè, cua nè. Cua nè, cua. Lụm mày. Vô kẹo rồi. Vô rồi. Chính con nó không vô được. Bó lại luôn rồi, nắm bứt luôn đi chứ. Ờ cua ốp anh Dương ơi. Bắt luôn đi. Mập à. Cua này mình có nuôi đâu thả nó. Lụm luôn. Có sữa. Con này mới lọt anh Dương, con này nó ngon không ta? Ngon á, ngon á, thịt không á. Rồi. Nặng nặng không? Nặng nặng. Ủa, nặng dốc nó nặng từ đằng kia tới đây mới dính. Cả cây số. Chưa, còn miếng nữa. Rồi hết hả? Rồi giờ ta này được hai tôm, một cá, một ghẹ, một cua. Hợp lý. Quá hợp lý. Thôi về luôn chú ơi. Thôi về luôn chú ơi.
đâm đau dọn hết luôn. Đi kỳ vậy. Nó đâm đau. Rồi đâu 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 đâu. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Lẻ rồi, lẻ rồi. Đâu. Ra trời gạo không trời. Cái này là gạo không á. Ừ. Nó dính không có nhiều thiệt. Nó dính không có nhiều ha mà ngon ha. Cá ngon không luôn á. Là cái này là thôi. Không. Em mặn hết luôn hả? Hết luôn. Không buồn ghê hả? Không buồn. Giờ mình đổ ba cua vô đây cái nè. Rồi đổ ba cua vô thùng đi chứ để ngoài nó kẹp banh cho. Ghẹ nữa. Gì vậy chạy chạy gì chạy. Ê con cua để ngoài đi được rồi, để ngoài đi, cua nó không kẹp đâu. Để ngoài đi để trong đó nó kẹp banh cho nè. Banh không? Banh á. Không còn ăn luôn á. Hai vỏ. Hai vỏ cầm. Lột mới lột mới lột. Thịt to. Đây cả nhà. Bỏ ba cua vô trong đi. Hai cua này chứ. Hai cua chắc ghen vô. Ừ. Con nhỏ dính lưới, con bự đeo ngoài ôm ngoài, ôm con vợ. Con ghẹ ăn chắc dữ nữa. Đó, một con nha, vô đây trước. Kìa đó đưa cái càng sẵn kìa trời. Chắc con này hôm kẹp bánh vậy. Không biết. Thôi, ngay chân chỗ, ngay chân chỗ nó thảy lại nữa. Thảy luôn. Con kia thảy luôn. Rồi ngay đầu lưới nó xéo một lỗ lưới đứt cái viền lưới luôn vậy. Ừ. Đứt cái viền lưới luôn. Đứt cái viền lưới luôn, đứt còn dính có mấy cọng à. Kẹp cái, kẹp mấy cái cày. Kẹp em được cái cày. Ơ da. Cua này kẹp chết luôn á. Ngon à. Cua chừng 3 lạng. Vô ngay cái nè. Con ghẹ, dính ghẹ nữa, ghẹ chắc luôn á. Ghẹ chắc luôn, bao chắc con ghẹ luôn. Đây. Chờ của anh là tối điện thoại nó nhẹp lúc đúng quay. Cái này là hồi tối dương 3 con. Mình kháng được 3 con. Đó. Rồi bỏ vô nó kẹp banh đó, để ngoài đi. Rồi, cái túi nước này để gì coi luôn được rồi, khỏi đâu cái. Cái này để gì coi luôn ha. Ừ. Cả đổi thì nhìn cái ống gắt này thấy không? Ghê không? Rồi. Bây giờ ăn, ôi quá trời luôn. Ừ. Tôm không? Nhìn ăn tôm cua nó ăn còn có khúc rồi. Ăn được chứ bỏ trời trời. Tôm tao bỏ trời. Cá rồi mặn nè. À, cái đó mặn rồi đó hả? Anh dậy luôn. Ghê hả? Cái đó nó dậy. À biết. Đây được ăn gỡ mấy con cá nha. Đây cả nhà. Rồi. Giờ, đây đi. Thì cái video được tới đây kết thúc luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình bye bye tạm biệt cả nhà nha. Bây giờ chút xíu để được qua anh Dương làm cái lẩu xong rồi quay cho bên kênh Dương. Cả nhà mình xem xong cái video này nếu mà thấy hay thì cho được xin một like và một lượt đăng ký kênh để được có động lực để mình đi săn bắt giống như là cả nhà, cho cả nhà mình xem nha. Quá giờ tôm luôn, cua luôn. Rồi bye bye cả nhà đi. Bye bye. Bye bye cả nhà nha. Còn những cái khoảnh khắc ăn uống thì quay qua bên kênh anh Dương. Tại vì được làm hai kênh, một kênh của anh Dương với một kênh của Được. Anh em mình chia sẻ nhau ha. Rồi, về anh em về thôi.